Một thùng phích bảo quản vaccine, chiếc ba lô với nhiều loại vật tư y tế cùng những túi bánh kẹo làm quà cho trẻ được buộc gọn gàng trên chiếc xe số là hành trang lên đường đi tiêm chủng và thăm khám lưu động của các y bác sĩ trạm y tế xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Định kỳ vào ngày 17 và 18 hàng tháng, hơn một nửa nhân lực trạm y tế Mường Và lại chia nhau tới 4 bản vùng cao biên giới. Nơi đây, bản cách bản vài giờ đồng hồ di chuyển, nhà cách nhà mấy con dốc, ngọn đồi cao, nên điểm tiêm được đặt tại bất cứ đâu, từ nhà văn hóa đến điểm trường hay đến từng nhà, từng lán nương, sao cho thuận lợi nhất với bà con. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Giáng Hương, trưởng trạm y tế xã Mường Và, nếu không đến tận nơi vận động, giải thích và tiêm chủng, rất ít trẻ ở các bản xa được tiêm đúng lịch, đủ mũi. Do trình độ dân trí, hủ tục lạc hậu, bố mẹ thấy con tiêm xong quấy khóc nên không muốn cho tiêm, hoặc khi đau ốm thì cúng bái chứ không dùng thuốc. Thêm nữa, đường xá khó khăn, người dân đi lại vất vả, nhất là trẻ em. Do vậy, để bà con vùng sâu, vùng xa được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế, các y bác sĩ chấp nhận đối mặt với những khó khăn, trở ngại. Không chỉ tiêm vaccine cho trẻ em, mà cả phụ nữ mang thai, tiêm phòng COVID-19, khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi cũng được 100% các trạm y tế của huyện Sốp Cộp triển khai theo hình thức lưu động. Đây được coi là một giải pháp hữu hiệu, nâng tỷ lệ bao phủ các loại vaccine, thực hiện các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa bàn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tiêm chủng lưu động chỉ là một trong rất nhiều công việc của y tế cơ sở. Nhiệm vụ này khiến các trạm giảm nguồn nhân lực, giảm thời gian cho công việc chuyên môn khác, chưa kể đến những khó khăn về vật chất, tinh thần, sức khỏe của đội ngũ y tế. Về lâu dài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, nâng cao kiến thức và ý thức cho bà con để chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngành y tế.